chào các bạn. Bây giờ là buổi sáng thứ hai, nắng ấm đi làm đây. Trước khi đi vào xe thì phải xếp bao. Sau đó thì các bạn chỉnh ghế cho vừa với mình và bắt đầu chạy thôi. Ok. Phải đeo mắt kính đen nha các bạn, nắng lắm. Nắng ấm tính livestream lúc lái xe đi làm. À, nhưng mà không có nói nhiều tại vì như mình có giới thiệu mình có cái đồ để phone á. Nhưng mà mình nghĩ thôi mình nên quay thôi cho nó an toàn. Mai mốt đi. Trời hôm nay rất là đẹp. Không có quá lạnh. Cho các bạn coi đường phố một chút nha. Ở Mỹ ai cũng phải đi làm hết. Bây giờ sáng sớm nè, nắng ấm phải dậy sớm đi làm. Nhưng mà cả bù lại nắng ấm cũng mua đồ. Ví dụ đi làm cần ba lô, mua ba lô, quần áo đẹp, giày thì mình mua để mình đi làm, rồi mình cảm thấy mình vui hơn. Đang dừng đèn đỏ, mình có một cái bánh mì bơ đậu phộng chồng nó ăn làm cho nó ăn. Mặn mặn ngon các bạn. Bơ đậu phộng này ăn á phải có nước. Chắc nữa nó ăn vừa hạn á. Nó mắng ăn cũng ngon, bơ phộng rất là bổ. Nói chung là buổi sáng phải ăn nha các bạn mới có sức làm việc. Ok, bây giờ mình sẽ chạy tới chỗ làm. Cái này livestream chắc vui nhưng mà thôi. Ok, vậy nhé. Bây giờ nắng ấm sẽ đi làm. Chỗ làm của mình thì mình không có thể nào quay được. Tại vì như các bạn biết, mình làm ngành nghiên cứu thì tất cả những cái sản phẩm này nọ phải trong vòng bí mật. Để khi mà mình tung ra thị trường mình mới thắng giải được. Chứ không thôi á, mà mình tiết lộ bất cứ điều gì á, sẽ bị ngồi tù luôn á các bạn. Cho nên á, ở Mỹ mình đi làm mình nên giữ bí mật. Không biết hãng mấy bạn sao chứ, hãng nắng ấm là về ngành khoa học đó, tất cả đều phải bí mật. Chứ mình cứ nói hết cho người ta biết chắc chết, rồi cuối cùng sản phẩm mình ra không được công nhận. Nói chung đó là cái luật. Và nắng ấm cũng không thể quay những chỗ làm của nắng ấm là mình làm cái gì, cái phòng mình làm cái gì, tại vì cái đó là bí mật á. Sếp có dặn rồi, hồi đó phỏng vấn sếp dặn là không có được quay, không phải không được quay mà không được nói cho người khác biết là mình làm cái gì này nọ. Cho nên đó là quy luật rồi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Cỡ vài phút nữa thì mình tới hãng. Ok thôi các bạn, cái đó là video đi làm của nắng ấm ngày hôm nay. Nắng ấm cảm ơn các bạn theo dõi nhé. Mình sẽ làm nhiều video hay trong tương lai và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye các bạn. Chúc các bạn một ngày thật là vui. Bây giờ hiện tại là 8 giờ rưỡi sáng ở Cali, miền Bắc Cali, nắng rất là đẹp.
Mình sẽ cho các bạn xem đường phố một chút và bye bye nhé. Dừng đèn đỏ nè. Chạy lên khi thì nó có rất là nhiều nhiều xe cộ. Bây giờ điền đèn đỏ thôi. Tạm biệt các bạn nhé. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye.